Cũng đã từ đâu rồi có rất nhiều bạn yêu cầu team mình thực hiện là chơi trốn tìm giả gái đi siêu thị. Thì đến hôm nay mình sẽ thực hiện với các bạn xem. Nhưng mà mình sẽ thực hiện trốn tìm theo OTP nha. Bây giờ chú nói trước mấy đứa là mình trốn tìm giả gái thì ai mà mắc cỡ thì không tham gia nha. Thôi nay được trải nghiệm mừng quá trời. Tập trước anh đi với em mà sao giờ anh không tham gia á. Trời ơi, mày không biết gì hết trơn á. Chạy ngoài body bự chục quá quá anh không nữa. Ý con nói là con với ân giả gái đẹp quá rồi mấy người gái khác ế phải không? Đúng vậy. Thôi dập con ngấu chứ ế gì nữa. Trời ơi, không thấy đập trước đẹp không rồi mà. Vậy là hôm nay là mình chơi chúng tìm là từ ở cái cầu kia cho tới cái khu đó luôn. Cái lùm cây đó. Thì con tung của mình ở đâu là hợp lý nè. Thôi chú thấy là ba cái cột này được. Mình ở giữa chú chứ ở tung kia là đứng đó chặn đường rồi sao chạy xuống. Ừ, rồi vậy là ở giữa luôn ha. Cột tung là ngay chỗ ăn đứng nha. Ê rồi thôi, chia OTP quốc đi. Ai tự hiểu đi. Tự hiểu ha. Trang Trang ăn như trúc đất. Ê, hôm nay vậy là Vinh với Minh nha. Ok. Thôi nào, chị 13 với Mạnh. Ok, đang cánh cho. Ừ, tại nay là sợ mắc cỡ nên không có tham gia được. Con gái thì mặc những đồ trang phục quá trang độc độc với lại đồng phục làm pháp sư. Đó. Nói chung là con gái mới quá trang mà cho bá đạo nhất. Ủa, luật chơi sao vậy cha? Luật chơi của mình là có 5 đội. Thì mình sẽ tù xì để tìm ra một đội đi bắt và 4 đội đi trốn. Thì nếu mà đội đó bắt được trên 6 người thì đội đó là không phải mặc đầm ha, không phải mặc trang phục gì hết. Mấy đứa hiểu chưa? Yeah. Rồi, bây giờ là mấy đứa tù xì đi coi tìm ra ai là người đi bắt nè. Ai hắn đi trốn, ai hô đi tìm. Rồi, vô. 1, 2, 3. Rồi đi em, đi em. Ba người này, ai được đi, đi tìm đấy. 2, 3. Lục. 2, 3. 2, 3. Đi tìm cái giá gì? Ừ, con phải tìm được là trên 6 người đó nha. Không sao, Chúa phù hộ em. Rồi mấy đứa camera hết rồi phải không? Rồi, đã cầm tiền trên tay. Ủa, đưa con đi tìm phải đếm tới bao nhiêu mới được đi tìm chú? Ở đây thì nói chung chú thấy rất là rộng luôn nên là mấy đứa phải đếm tới 1.000. Trời ơi, gì dữ vậy? Mà đếm kiểu 5, 10, 15, 20 á. Mà dễ. Chú đưa ra quy định hơi khó chút nữa là trong 10 phút mấy đứa không bắt được trên 6 người là mấy đứa cũng phải bị thua luôn. Hay vậy thôi mình trốn không đi. Mà đội của Vinh thua phải không? Vinh đi ra rồi xong đó tụi con muốn tù xì lại coi tìm ra người thua đi tìm. Ừ vậy thôi mình cứ trốn ngoài luôn. Ừ trốn ngoài ừ nếu bắt đầu con gái là mất sĩ diện đó. Đúng rồi, ơi đâu bận đó bữa không sao đó trời. Đúng rồi, ví dụ anh Minh đứng cột đây con lại đi thấy anh Đức cái la lên anh Đức cái anh Minh được tung không? Không, con la lên thì con phải chạy lên tung liền. Chơi cặp OTP này nói chung nó rất là khó. Ví dụ Vinh đứng hướng này phải không, Minh đứng hướng kia thì Vinh thấy được người nào thì Vinh lại toan người đó thôi, chứ không được là nhắc anh Minh lên Minh chạy toan trước là sao. Đúng rồi, được chưa? Đúng rồi, thí dụ mà toan lộn người có sao không chú? Đúng lại đúng không? Ừ, miễn luôn, tại con nhầm người mà. Chú hên chú dặn đó, không mấy là chơi cách này kỹ lắm. Anh Minh đứng ngay cục tung và Vinh đi tìm, Vinh la lên cái là Minh tung còn thắng chắc cú luôn á. Rồi thôi vô tìm luôn. Chà, cái cột này kiến quá con không úp được gì, giờ cho con với anh Minh làm nè nha. Ok, được luôn. Rồi bây giờ mấy đứa chạy đi. Trốn đâu cho trốn trước nè. Trốn trước rồi tôi đi trốn riêng nữa. Trốn đâu? Đây có cái lùm tre nè. Tôi nghĩ là bạn nên cho Như với Trúc vô chổng thì tụi bạn trốn chung. Tại hai bạn gái mà. Ừ, đúng rồi. Tôi đưa bà cái cam này, bà có gì bà tự quay hai đứa luôn nha. Ok. Vô coi trong chổng có gì chứ không đi. Ok. Xong rồi. Nè, nó nằm ngoài mép cái gì nè mà có mấy cái cỏ cao che là hết trơn rồi. Mình vô chổng đi. Ơi. Chạy ra chỗ gần. Ừ, cái này không có gì hết trơn. Nè nè, chọi vô trước, dò trước. Không có gì. Hai đứa núp qua đây nè, hai đứa núp hai chỗ ngồi đây nè. Ok. Không. Đúng không bạn? Ok. Được. Chạy chậm trước đi. Rồi giờ Minh với Vinh thì tiếm ở đây. Còn mấy thanh niên kia, một nhóm thì chạy qua kia và một nhóm chạy hướng này. Thì một lát nữa không biết là hai thanh niên này sẽ tìm được ai trước đây. Thì nhiệm vụ của mình sẽ quan sát mấy thanh niên này coi có ai chơi ăn gian không nha các bạn. Ê Mạnh, đổi áo nha em đi Mạnh. Cái gì? Dạ anh em đổi áo chị chứ thật đi. Ê cầm cầm quá vậy? Cầm. Đổi áo. Đâu vậy anh em? Đổi dép luôn. Thôi rồi, khỏi đứng. Đổi dép luôn. Anh xem gì rồi? Chạy. Đây. Trốn vô bụi tre đi. Lại chị em vô đây đi chị. Được không? Vô đây đi, lẹ đi. Rồi chị nấp trong gió nha anh em, ngồi xét vô trong luôn. Rồi bây giờ mình xét chua vô đây, mình coi hẳn rồi đi. Chị hai em nhỏ em chưa chấm được á chút, được không? Vô được không? À, em thấy còn chó thì chị chui không? Chậu lắm hả? Chị tính trốn ở bên đây nè, nhưng mà nó sát cái mé mương của chị, sợ chị chọt chị té. Chị
chị chui vô luôn. Mình với Trúc đã chui vô xong rồi nha các bạn, các bạn coi nè. Trời đất ơi, con ngầu một cục vậy nè. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ vẫn bị thấy, nhưng mà kệ kệ đi. Anh đu được của nó đấy. Đây hả? Ủa này á, ngon lắm nha các bạn. Kìa, nhìn nó có nguyên chỗ chấm luôn hay vậy? Đúng rồi bạn ơi. Ngon bạn. Ngon. Thơm phức luôn bạn ơi. Thơm phức. Anh Mạnh nó bên kia nha anh em. Sao mình làm? Rồi bây giờ chờ đợi bị bắt thôi anh em ơi. Các bạn ơi, mình trốn kế bên chị Ánh nè. Nha bạn nha, chỗ này mình mong là anh Minh với bạn Vinh không phát hiện nha nha bạn. Rồi. Ở đây là siêu kính luôn á. Đây để em qua kế bên này. Em qua kính nè. Bên này nó không thấy mà. Đứng này đi, đứng này đi, núp đèn lấy. Đèn này nè, đèn ở đây nè. Đèn ở đó nha. Nói vợ còn chịu thôi chứ sao anh em. Tại vì anh em mình không muốn vợ gái nha. Chú mình vợ gái rồi. Nó quên á. Chị á làm tôi mất vệ sinh quá không ơi. Ôi, vợ không muốn quay chạm ông đi để tôi đi vệ sinh quá. À, ok ok. Trời ơi. Ông đi xa ra đi chứ ông làm gì, ông đứng gần gần tôi nghe tiếng rồi nha. Ấy trời ơi. Bò ăn mặn lắm hay vậy Đức? Đâu, sáng này tôi ăn đúng lẩu tôm với lại nước mắm nữa. Trời ơi, bởi vậy ông vệ sinh đúng khai luôn á. Người ta có câu là ăn mặn ái khai. Ái khai. Thì tôi nói với mấy bé đi. Ăn mặn ái khai. Mà ông ăn mặn nhiều quá, bởi vậy ông ái khai là chịu không nổi luôn á. À, chút chị thấy kiểu như là mình ngồi vậy là thế là anh Minh cũng thấy mình à. Em có chiến thuật nào không? Ôi em nghĩ là mà hồi anh Minh tới là mình chị sẽ thấy mình thân suốt luôn. À, được nha, được nha, được nha. Muốn coi mình với Chút nằm thì đón xem nha. Chị sẽ lấy luôn 60, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 1000. Rồi đúng 1000. Ôi trời ơi. Mắt con nhỏ đen hôi lùi luôn rồi. Nhắm lâu quá hả? Bây giờ chú phát cho con một cái camera nè. Để con đi tìm thì chú sẽ đi theo Vinh. Dạ. Khoan Vinh. Mình cũng đi tìm á, mình phải bàn chiến thuật. Quy định mà bắt 6 người đúng không? Ừ. Giờ em bắt 4 người. Anh bắt 2, em bắt 4 người con gái. Anh bắt 2 người con trai, vậy là đủ. Trời ơi, không biết em bắt lại 4 người con gái nữa không nữa em mà đời bắt. Trời ơi, người con gái chạy chậm lắm. À, bây giờ anh có chiến thuật vậy nè. Em đi hướng bên này, anh đi hướng bên đây nha. Ok. Nhưng mà em đi hướng bên đó thì em đi từ từ thôi. Để bên đây á, anh gào hết bên đây rồi á, xong anh qua bển anh phụ em. Đúng rồi, bên bển xong rồi xuống đây. Ừ, đúng rồi. Hay đó. Thôi, bây giờ... Anh nhớ đấy tìm nha. Ok đấy anh. Okay. Rồi vậy là Minh đi hướng này, Vinh đi hướng này nha. Vinh với lại anh Minh đi tìm rồi. Hồi hộp quá à. Cảm giác chị sao chị Ánh? Hồi hộp quá à, chị đang ngồi ngay mép tông nè. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi gáo gáo vòng vòng cái chỗ của mình đang điếm nè. Kiếm có ai gặp gặp ở đây không? Cái kia là mình người cuối cùng trốn tìm nên nó ít áp lực hơn này. Cái này phải chạy đi toan. Ừ. Chạy đi tung nên nó áp lực quá. Có 10 phút để Minh và Vinh đi tìm nha. Có ông Vinh. Không biết là trong lùm kia còn ai nữa không ta. Cái gì? Nào. Trúng tìm này mà cút chỗ đó thì sao đi toan được. Kì thấy vậy, chạy 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 không? Đâu đâu. Đi 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 đi. Anh ơi, xin mạnh rồi. Mạnh chạy kịp chứ đi không? Trời ơi. Ơi. Ơi giữa, giữa giữa. Ơi ơi, ơi hay quá Vinh ơi. Vinh tung được mạnh rồi, hay quá. Wow, anh Mạnh chạy rất nhanh luôn. Mà hô một khúc các bạn ơi, mình phải lên bờ nữa. Ôi anh Mạnh bắn như tên lửa vậy. Vinh chút xíu nữa anh Mạnh to được rồi Vinh. Mình đứng tìm luôn. Ở một khúc thì Vinh tìm được anh Mạnh đầu tiên. Yeah. Đáng nghĩ đó. Thôi, hồi hộp rồi Vinh. Nãy giờ, sợ anh Mạnh nó tung được. Ê, mình kiếm vô trong mấy bụi này nè, mà không thấy ai hết trơn á. Mà công nhận Vinh bắt Mạnh hay thiệt đó các bạn ơi. Công nhận mới nhỏ mà bắt Mạnh được, rất là hay luôn.
có ai đem pha, có ai có đây thì nói tiếng để anh biết nha. Ôi, 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 đi lại hướng nhà này. Ok. Có. Bà nghĩ cái buồn tắm nó luôn trong lòng không bà? Không dầm kỹ mà anh. Thôi tôi nghĩ chắc không đâu. Không dầm kỹ. Thầy có đứa chùm anh. Đâu. Diễn ông ơi. Vậy trời ơi, tôi đang đi tìm đen hồi hả muốn chết luôn à. Mẹ đi hết thời gian. Gheo gheo chơi. Chắc chắn đồng đội của anh sẽ trốn gần anh. Lý thuyết của Vinh coi có đúng không nha. Chị 13 không biết có theo anh Mạnh hay không. Không lẽ chị 13 cút với kinh luôn ta. Coi xì đón của Vinh có đúng không. Con Vinh, Vinh này lúc tìm cẩn thận với ta. Con lo tìm đây nhiều khi bên kia nó chạy ra sao. Thôi để xíu nè. Mà cho quy định ra đây được không? Thì nè, ba nói trong cái lùm này nè. Với đằng cái cầu nặng. Có ai đâu có diện chạy rồi. Có ai ở đây không ta? Ôi, không. Cái chiến thuật của tôi là muốn mà vô lùm thì phải đi kiếm bên mấy em này. Lỡ ví dụ vô lùm cái người ta lấy người ta chạy sao? Ừ ha. Chiến thuật dưới ta. Ê, 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 ê. Ủa hết hộp. Cái chú nông nông dân các bạn ơi. Rồi để tìm lại kỹ nữa đằng xíu nữa. Em anh có anh ba nặng đi xuống đây với em nè. Rồi giờ phải Minh còn múc đẳng mà. Đang đợi Minh. Đang đợi Minh lặng à. Cho anh Minh đi xuống dưới con. Có ai ở đây không? Đúng. Có ai đây không nè? Có ai không nè? Ai ơi, chỗ đây có người nè. Có ai? Có đó. Ai đây vậy? Để lại anh ơi. Dừng chạy múc đẳng là chỗ này không có ai luôn nè. Nếu mà có người nào chạy ra là toàn được á. Ê. Cái xin chung, xin chung. Xí trúc là chỉ có anh Minh toàn được thôi, con không toàn được. Còn nữa. Có mấy anh là chị Yếp. Một bạn nữ đã bị phát hiện, còn kia chạy chỗ khác đi. Minh núp vô kìa, núp vô chuẩn bị chạy hết. Còn ai? Đây vô. Còn 3 người đó. Vậy là được 3 người rồi. Sao hai em núp gì kỳ vậy hả? Núp lộ liễu ghê chứ. Em làm xuống luôn á. Định núp ở đó xong rồi sống ra cái chỗ hồi nãy em định sống ra. Mà ai ngồi nó có nguyên một cái dạo nó trắng rồi luôn. Đi cuối cùng mình cũng tới chỗ xe nha nè. Mấy bạn nữ làm gì à? Nhìn thấy ai vậy? Tông! Rồi xong. À, thấy anh chơi đổi áo nha. Đúng vậy. Em biết rồi. Anh chơi đổi áo nha. Đổi áo hả? Dạ. Anh khen đổi về của chừng anh Đức với lại anh đang đổi áo nha. Các bạn ơi, nãy giờ á mình trốn vô này rất là an toàn luôn nha, nãy giờ chưa có ai tới luôn á. Phải mở chân nha. Đúng rồi, em nghe ai bị bắt rồi đó. Em nghe chữ khen chạy tung luôn rồi đó. Dễ cốt. Gì? Trời, không chịu nổi, con phải chịu thôi. Thôi tôi chịu không nổi đó. Thôi tôi đưa cả cho mẹ tôi chạy ngoài tôi to nha. Ở dở. Mình nói chị xin mình phải đi thôi. Đúng. Gà kìa các bạn ơi. Giờ mình sẽ trốn nữa các bạn. Vậy là không chừng là mấy người kia núp trong đây hay gì nè. Có ai không ta? Chỗ này kín đáo lắm á, chú nghi lắm á nha. Mà trong lùm này chắc không có vô được đâu. Rồi, vậy là mình bắt được rồi. Tôi anh đi nhanh như vậy. Ủa sao tự nhiên em chạy ra luôn vậy? Em nghe tiếng anh đằng xa, em tưởng là anh còn gần em, là em chạy ra luôn hay gì. Cái bên em luôn, tôi tự chạy ra luôn. Ê, ngu quỳ chứ. Ê, cho nó nhỏ nghe này nè. Biết trốn đâu nè. Em không chỉ đâu. Ê, chìa em. Có tiền đâu chế. Thôi vậy thôi chạy nhanh quá, chú với thầy không kịp luôn. Rồi vậy là con bắt được Ân. Vậy còn ai ta? Còn Đức với hai bạn nữ là Trang với chị 13. Đúng rồi. Rồi bạn ơi,
ông Nguyễn Minh Bắc đẳng rồi. Ông này khờ quá, ráng thử xíu thôi cũng được rồi. Thời gian này mình ăn mặn quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi ráng ráng người nha các bạn. Bây giờ mình phải bắt thêm hai người nữa mình mới không mặc đậm đi siêu thị như các bạn. Trời ơi, nghĩ cảnh mặc đậm vô siêu thị trời nó quê. Kiếm được. Để kiếm cái bài đòi cho lên kia. Coi có ai trốn nữa không? Chạy sớm như vậy. Cháu tại rồi. Cháu phải rồi anh em ơi. Còn một phút nữa. Còn một phút nữa. Một phút nữa nếu mà con không tìm được trên 6 người thì đội tụi con sẽ thua. Rồi còn có 10 giây nữa thôi. 10 giây. Rồi Vinh bó tay rồi. Vinh sẽ mặc đầm đi siêu thị. Rồi hết giờ 10 phút. 10 phút. Yeah. 10 phút. Yeah. 10 phút một các bạn ơi. Chúc mừng con và Vinh đã mặc đầm đi siêu thị. Các bạn ơi, tụi mình thắng rồi. Ôi trời ơi. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Thì giờ tình hình giờ đang mà là mưa từ từ lớn lên rồi. Thì giờ mấy đứa có quyết định là chơi tiếp hay là những người thua là được mặc đầm thôi. Rồi thôi bây giờ mình về mình quá trang lẹ đi để mưa tới rồi, lớn rồi. Rồi các hoa hậu của mình sẽ chuẩn bị trình diễn trước bạn xem nha. Bây giờ tiếp thứ ba là người nào trình diễn trước đây? 1, 2, 3. Wow. Mẹ tên rồi. Trời ơi. Kinh rồi. Thì búp bê chibi các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi thành viên tiếp theo là ai vậy ta? Wow. Con chú Bạch Tuyết cái gì vậy? Nói chung là các bạn thấy đẹp gái thì các bạn cho mình like đăng ký nha các bạn. Đúng rồi. Bởi vì luôn. Rồi ngồi xuống rồi xuống coi. Rồi. Rồi. Tiếp theo. Ai ta? Wow. Wow. Anh đu. Được của nó đấy. Con gái mà nhảy dữ vậy. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng, 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 tăng. Trời ơi. Các bạn thấy team mình đẹp gái cho một like nha. Rồi, rồi. Rồi, tiếp theo. Rồi. Wow. Phong cách. Sang giọng. Trời ơi, đẹp. Phú bà, phú bà. Đồ đắng mà da đen quá. Rồi, thí sinh tiếp theo. Wow. Cái gì vậy? Ôi ơi, yêu tinh hả? Chị là yêu tinh rồi. Yêu tinh. Ủa sao cái mặt con là yêu tinh mà cái cánh phía sau là thiên thần vậy? Nó là ai đó chú, yêu tinh là thiên thần á. À, trời yêu tinh kiểu này chắc xuống hạ trần gian quá. Ôi, có yêu tinh kìa, nó sẽ không bụng thôi. Ủa đâu? Đâu ra vậy? Dạ, sao kỳ vậy? Cái bình nó không có phép hợp nè. Rồi, hút vô rồi. Wow. Cái bình gì kỳ vậy? Vậy là trút trong vai bộ đồ của Tê Điên. Ờ, đúng rồi. Ủa vậy là những thành viên thua hết hả ông ta? Ủa còn một người nữa. Wow. Oh my god. Oh my god. Chân dài tới nó. Ôi từ từ người ta nít nè thì mấy đứa làm gì còn gì đến gái nữa. Gái nữa mà làm gì vậy? Gái gớ mà quýnh như con gì hết rồi. Trời ơi, chân dài tới nách luôn nha. Rồi bây giờ là ở đây là các bạn thấy ai là người đẹp gái nhất, các bạn nhớ bình luận và comment cho mình biết nha. Một nè. Một rồi. Ba nè. Ba nè. Bốn nè. Mình thích số 4. Năm là mình nè. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Ở đây có tao cái trang là bình thường. Rồi chín mười luôn nhưng mà hai người này là thắng trong team. Rồi mấy người này là thua, bây giờ là mấy đứa phải ra siêu thị mua một món gì đó ăn. Nữa ừ, bây giờ là mình chỉ mua đồ ăn được thôi, không cho mua đồ dùng. Ừ. Sao? Làm cái gì sắc của anh nè mà. Ok quá à, hảo mua luôn á. Anh không có diện sắc. Rồi team mình đã tới siêu thị rồi nha. Ở đây có ai mất cả không nè. Cái gì? Lần trước con giải cái một lần rồi, con là con quê dữ lắm rồi, giờ là lần hai là quê 10 lần luôn. Tại con chống tìm thôi, con phải chịu chứ. Trời ơi, mình ngại quá bạn ơi. Em còn ngại hơn chị đó nè. Em ngại quá. Em ngại quá.
100% đó cho nó nhảy lên giống chị nè. Gọi là trúc chơi chiêu là trang điểm cho đậm lên, người ta nhận không ra cái gì. Thôi bây giờ đừng nói nhiều, nó vô. Bây giờ mình vô mình coi coi ai là người nhảy đầu tiên nha. Người nhảy là chúng con nè. Cây hả? Con bình thường con mới nhảy được chứ. Hả? Con gái thì mỹ mà ai chơi trò đấm móc này. Chơi đi. Rồi rồi. Con gái thì sao thích đủ thứ vậy ta? Trời ơi. Con bé thỏ này đâu mà không thị mỹ gì chứ vậy? Mua xe. Thật là quải trưởng các bạn à. Bây giờ chú có thử thách này là mấy đứa mà đục mà thấp điểm á, bạn nam á thì lại bạn nữ chụp hình. Còn ngược lại mấy bạn nữ là nếu mà ai điểm thấp thì lại chụp hình với nam. Ok, mấy đứa chịu không? Rồi vậy nhắc tiền vô. Trời ơi. Mấy em tên gì quên rồi. Em tên gì? Tên Đức Bo à? Tên là Ngân Ngân. Em này nè, mình đặt tên là em Liễu nha. Rồi Liễu. Em Liễu. Em Liễu. Rồi. Vinh chơi không? Vinh chơi không? Chơi chứ. Chấp Vinh nhiêu? Chấp. Chấp Vinh 100 điểm rồi, Vinh đục đi Vinh. Trăm tám mươi sáu điểm. Là 286. Rồi, gái thì Mỹ nè. Coi bạn Liễu nha. Bạn Liễu gì mà bánh dạng gì? Ở 342 luôn. Wow, dữ vậy. Rồi. Đây đây nè, coi bạn ra thỏ nè. Mình gái các bạn ơi. Vậy là nhiều hơn Vinh. Hồi nãy Đức là tên Liễu, còn bạn Minh này tên gì? Dạ con tên Ngọc. Sẽ đút tiền cho bạn Thấm đó nha. Rồi vậy là Mạnh là Thấm ha. Ok. Rồi làm ra rồi. Trời ơi. Em lại. Cái gì vậy? Có cảm thấy Vinh khen này là đánh luôn đi. Bạn Thấm sao yếu quá. Rồi trời ơi cũng bị máy luôn. 421 điểm. Nếu mà Như đục hơn Trúc là Như khỏi đi chụp hình. Rồi. Bên Nam là có Mạnh đi chụp hình với bạn một bạn nam bất kỳ. Hạt bụi nào kiếp thân tôi. Ê, có người giữ hướng này lại chụp hình nè. Ai? Đừng có đi đi. Dạ mình sẽ đi kiếm người cho mình cho anh em mà chạy quá à. Em chơi mình chạy quá. Chị gỗ ơi. Chị gỗ. Anh chống em cái chị gỗ. Chị gỗ á. Chị gỗ. Giảm quá anh đi. Rồi hoàn thành thử thách nha. Rồi giờ tới Trúc nè. Trúc kiếm một bạc nam bất kỳ. Rồi đâu có chưa? Hả? Rồi chụp hình đi. Coi Trúc có xin thành công hay không? À vậy là anh đồng ý chụp hình rồi. Rồi anh em. Lớn. Rồi hoàn thành thử thách. Hoàn thành thử thách. Rồi. Giờ mấy đứa muốn đi đâu? Kem không? Wow, đây thấy đông người quá, ai cũng nhìn hết trơn vậy nè. Chị Ngọc thôi, kém đây đâu quá, mình lên lầu mình ăn đi chị Ngọc. Ok, để chị dắt bé đi nha. Ân này sao đứng e thẹn với Ân? Lạnh chua, vô đây mới lạnh. Kéo lạnh hả? Kiếm giải nữa. Lạnh chứ không phải là ngại hả? Không, con quen rồi. Quen hả? Ly rồi phải không?
rồi, đông người rồi. Bây giờ tim mình bắt cỡ rồi nha. Để chị nói cho em nghe, chị em mình rồi. Phải nói cho em nghe. Chị em biết mà không biết ra. Cái đường này lên chở là đông dữ lắm. Chị chó quay người ta ở đây nói chung là ai thấy cũng nhìn hết các bạn ơi. Gì à, nãy nhà mất cỡ vô đây mất cỡ chứ vậy. Đây Đức mặt trời sexy quá, người ta hở rồi tùm lum quá vậy. Rồi mua kem đi. Kem đây nè. Rồi ai muốn kem lên đây nè. Rồi vô mua đi. Rồi mấy cây bên đi, mấy cây bên đi. Em bên đây nữa. 10 cây đi. Rồi vô bên đi hết liền. Rồi 10 cây. Chị liệu tính tiền đi. Trời ơi, tính tiền rồi nhét kỳ vậy. Ta sẽ hủy đông vô quá à. Ở đây có mình nói nhất luôn các bạn ơi. Liễu mời cả nhà ăn kem với mình nhé. Trời ơi, thầy Mỹ nha. Liễu này thôi thầy Mỹ dữ ta. Ngọc mời các bạn ăn kem với mình nha. Đó, Ngọc ừ, ăn vậy có thầy Mỹ không? Cái anh vui được cái nước này nha. Nãy giờ mọi người chưa biết tên mình phải không? Người tên là Hân nha nè. Hân hả? Hân nè. Trời cắn cái rồi. Hân hả? Hân, Hân, bà nói rồi, bà Hân. Trời ơi, con. Ừ. Đây chỉ có bạn Ngọc là thấy nít na nhất à. Bạn Thắm thôi mà chú. Để coi bạn Thắm ăn, ăn sao. Trời ơi. Thắm này quất cái hết đi kem luôn rồi. Thắm này ăn cầu lông bè. Thắm kì lắm, không dính con với bạn. À, không dính son hả? Nếu các bạn á, muốn mình ra tập 3 làm người thuộc giải cá này á, thì các bạn nhớ comment bên dưới nha. Đúng rồi, thấy mình đẹp quá à. Rồi, bạn Trang gặp một bạn fan nữa nha. Ở đây rất là đông người luôn. Người đó gần quá trời luôn con. Nó giận vô siêu thị con thấy ngại mà giận đói bụng quá à. Rồi thấy ngại mà đói bụng luôn á chú. Rồi vậy bạn Ngọc đói bụng không? Hả? Bạn Liễu đói bụng không? Bạn Hân đói luôn. Bạn Thắm đói luôn hả? Bạn Trang có nãy giờ có múa cái gì đâu mà đói. Bạn Vĩnh đói bụng chưa bạn Vĩnh? Bạn Vĩnh đói bụng á. Rồi bây giờ để cho mấy đứa hết ngại, chú dẫn mấy đứa đi lại ăn bún bò nha. Cái đống bò nó còn đông hơn nữa. Hôm nay mình thử thách mà. Nếu các bạn thích series Trốn Tìm Giải Gái này, các bạn nhớ bình luận để mình làm tiếp tập 3 các bạn xem nha. Không được phải đánh đạn chứ không đâu. À, vui vậy ta. Rồi đi lại đặng mua bún bò đi. Đi lại mua đi. Có ai can đảm lại mua bún bò không? Đi, vô, lại đi. Nhìn thấy ngon quá. Thắm con gà hả Ngọc? Dạ. Nghe dở lên bỏ cho đi về. Ờ, mình tới bún bò nè. Mấy đứa muốn ăn gì kêu nha. 5 hours later. Wow, chị Ngọc đảm đang với ta. Dạ, có mà. Rồi, bạn Ngọc ăn cay với bà Ngọc. Dạ, con gái phải ăn cay vậy đó. Chịu sao bụng hả? Không. Dạ, bạn Vĩnh ăn cục xương bự dữ vậy. Đúng rồi, con chú ý là ăn cái tỷ nè. À. Không, tỷ nhiều quá bạn ơi. Vô nước, vô nước. Vô. Ồ. Đắm mình miếng nữa. Quá đã luôn rồi. Hả? Còn ngại không? Ngại gì? Đẹp chết rồi. Rồi thôi giờ mình đi về nha. Trời quá trời. Mẹ về được rồi nha. Team mình đã hoàn thành thử thách, tức là Trốn Tìm Giải Gái đi siêu thị nha các bạn. Thì nếu mà các bạn thấy video này hay, các bạn nhớ bình luận bên dưới để mình ra tập 3 cho các bạn xem nha. Có ai dám ra tập 3 không? Không. Dạ. No. Hello bạn, hôm nay mình sẽ cho mấy người trong siêu thị nha các bạn. Rồi á, quét cho anh nó nói nha. Thôi ta đúng rồi, ta đúng rồi. Bây giờ mình sẽ lên tới lầu 3 nha các bạn. Tới rồi, tới rồi, tới rồi, giờ sao đây? Nè, trước mặt các bạn nè.
nhảy nhảy. Hai không ai là quê. 1, 2, 3. Tới 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 tới. Không có ai luôn, không có ai luôn, không có một bóng người luôn. Rồi xuống lần 2 trước nè, xong xuống lần 1 nha. Không có ai, không ai hết trơn các bạn ơi. Quê luôn. Xuống lần 2, lần 1. Lại. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi.